những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế chính trị xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới dòng chảy tin tức sẽ được TTV 11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ 9 giờ 15 giờ 17 giờ và 21 giờ bây giờ mời quý thính giả đến với bản tin lúc 9 giờ Cẩm Tú cùng với Minh Lam mến chào quý thính giả đang đến với bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, đang được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Một quý vị cùng đến với những thông tin thời sự trong tỉnh trong nước và quốc tế đang chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý tính giả, sau 3 năm thực hiện kế hoạch số 210 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi hợp tác xã. Tại hội nghị tổng kết kinh tế tập thể năm 2023 và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 diễn ra chiều ngày 4 tháng 6, Báo cáo của Liên minh hợp tác xã tỉnh Tây Ninh cũng chỉ ra những hạn chế của kinh tế tập thể của tỉnh, để qua đó khắc phục, thúc đẩy hoạt động kinh tế tập thể phát triển, hoạt động chất lượng cao hơn. Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh: Tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung trọng tâm của phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp củng cố phát triển kinh tế tập thể năm 2024 nhằm tiếp tục định hướng phát triển kinh tế tập thể của địa phương từng bước cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân theo quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2024, thảo luận kiến nghị và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã tỉnh Tây Ninh phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh năm 2024. Chiều ngày 4 tháng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức hội thảo, hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm vận hành, quản lý dữ liệu hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tuân thủ theo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có khoảng 86 doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động Hiện nay chỉ mới có 38 doanh nghiệp đã thực hiện lắp đặt và truyền về dữ liệu sở. Qua theo dõi đánh giá số liệu và chất lượng số liệu truyền về của một số trạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không ổn định, nguyên nhân là do công tác vận hành, bảo trì hiệu quả chưa được thực hiện đúng quy định. Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung vào 5 chuyên đề chính như những quy định mới về quan trắc môi trường nước và không khí, theo Nghị định số 08 năm 2022 của Chính phủ, kinh nghiệm vận hành, quản lý và chế độ báo cáo dữ liệu các trạm quan trắc tự động liên tục, kinh nghiệm đánh giá, kiểm tra các trạm quan trắc tự động liên tục và kinh nghiệm niêm phong tiếp nhận và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động liên tục hướng dẫn các quy định về đo lường trong hoạt động quản lý và giám sát vận hành các trạm quan trắc tự động liên tục theo luật đo lường một số vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường. Thưa quý thính giả, kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 sẽ xem xét các báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trong tỉnh, trong đó bao gồm báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự kiến kỳ họp cũng sẽ thông qua 8 dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách, tư pháp, giáo dục, y tế và một số lĩnh vực khác. Đặc biệt kỳ họp sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét báo cáo về việc thực hiện kết luận chất vấn của người trả lời chất vấn. Tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh và các kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm, thời gian tổ chức kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Vietnam Post cho biết bị tấn công ransomware, mã độc tống tiền ảnh hưởng đến dịch vụ chuyển phát. Hiện đơn vị này khẳng định đã kích hoạt kịch bản hành động bám sát hướng dẫn của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó có việc ngắt kết nối hệ thống công nghệ thông tin để cô lập sự cố và bảo vệ dữ liệu. Bưu điện Việt Nam cũng đang làm việc với cơ quan chức năng và phối hợp với các đối tác là các tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam để nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Với mục tiêu hạ trên lệch giá vàng của thế giới, Ngân hàng Nhà nước cho biết là giá vàng miếng có thể còn giảm tiếp và khuyến cáo nên thận trọng khi mua lúc này. Vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước và SGC bán ra thị trường ngày 4 tháng 6 cũng giảm tiếp 1 triệu đồng so với ngày 3 tháng 6 xuống 79 triệu đồng một lượng. Tính chung 7 ngày qua, mỗi lượng vàng miếng đã giảm tới 11 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng vừa có văn bản chỉ đạo về đảm bảo gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tập trung huy động năng lực đáp ứng yêu cầu sản xuất vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước với khối lượng lớn để phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đồng thời SGC tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện liên tục. Việc các nhà trường tổ chức dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô rất phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình. Tuy nhiên, sau vụ việc học sinh tử vong trên xe đưa đón ở Thái Bình, khiến nhiều phụ huynh không khỏi cảm thấy lo lắng. Chị Trần Thị Ngân, ngụ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bày tỏ sự lo lắng. Chúng tôi cảm thấy rất là lo lắng cho vấn đề mà việc con cái mình đi học đến trường ý. À, không biết là con mình đi học có được an toàn hay không nên là tôi thấy là sau cái vụ ở thái bình cũng như vài vụ khác ấy thì mong là nhà nước cũng như là chính phủ sẽ ra những cái điều điều lệ cũng như là quy định về việc đưa đón học sinh để làm sao cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con mình ở nhà trường hiện nay quy trình đưa đón học sinh phần lớn đã được các trường học quy định chi tiết tuy nhiên các quy định có tác dụng hay không còn phụ thuộc vào con người để tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra các trường cũng đã triển khai các lớp tập huấn để học sinh có kỹ năng thoát hiểm khi không hay bị bỏ quên trong xe ô tô. Tại dự thảo luật an toàn giao thông đường bộ đang được Quốc hội thảo luận, đã có hẳn một điều với bảy khoản quy định đối với ô tô cho học sinh trẻ mầm non. Điều thứ 46 nêu rõ, khi đưa đón học sinh tiểu học trẻ em mầm non thì phải bố trí tối thiểu một người quản lý ngồi trên ô tô để hướng dẫn giám sát và duy trì trật tự bảo đảm an toàn cho học sinh tiểu học và trẻ mầm non trong suốt chuyến đi này đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời phỏng vấn bên lề kỳ họp Quốc hội khóa 15 như sau. Cái công tác quản lý nhà nước à, của chính quyền địa phương à, đối với cái hệ thống giáo dục nói chung và cái mạng lưới mà giáo dục mầm non nói riêng cần phải có cái tăng cường quan tâm hơn bằng những cái quy định những cái chế định cụ thể từ địa phương đây vì và cũng trên cái cái hành lang pháp lý thôi thời gian qua cũng có ý kiến cho rằng cần phải có sự thay đổi về thiết kế xe chở trẻ em mầm non theo hướng chuyên biệt khác với xe chở khách để trong trường hợp bất khả kháng hoặc có tình huống xảy ra người bên ngoài vẫn nhìn thấy người mắc kẹt bên trong hoặc người bên trong có thể thoát ra ngoài Ngày 4 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lois Austin đã đến Campuchia bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia Đông Nam Á. Cùng ngày ông Austin cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Campuchia. Tại thủ đô Phnom Penh, ông Austin đã được Đại tướng Steve Seha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đón tiếp và sau đó hai quan chức đã có cuộc hội đàm song phương trong khuôn khổ chuyến thăm ông Austin cũng đã có cuộc hội kiến với một số lãnh đạo cấp cao Campuchia trong đó có chủ tịch thượng viện Samdech Techo Hun Sen thủ tướng chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Manet nhằm tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản ngày 4 tháng 6 đã chính thức đến thanh tra trụ sở của tập đoàn Toyota Motor liên quan đến vấn đề gian lận chứng nhận xe ô tô Động thái diễn ra sau khi bê bối về kiểm tra mức độ an toàn sản phẩm đối với các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản tiếp tục lan rộng. Hoạt động thanh tra đã được tiến hành tại trụ sở của Toyota tại tỉnh Aichi. Các điều tra viên sẽ thẩm vấn các quan chức cũng như nhân viên của Toyota, kiểm tra các giấy tờ liên quan tới việc chứng nhận an toàn. Tùy thuộc vào kết quả điều tra, Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản sẽ quyết định có ra lệnh thu hồi các sản phẩm bị ảnh hưởng hay không. Ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của công ty Biden Trung Quốc đã phê duyệt đăng tải các đoạn quảng cáo chứa nội dung sai lệch về một số vấn đề chính trị trước thềm cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp diễn ra. Đây là nhận định được tổ chức Global Witness đưa ra ngày 4 tháng 6, đồng thời bày tỏ quan ngại về khả năng phát hiện những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trên thế giới của ứng dụng này. Kết quả cho thấy TikTok đã phê duyệt đăng tất cả 16 nội dung trên, YouTube đăng 14, trong khi X đã lọc toàn bộ 16 nội dung và đình chỉ các tài khoản giả mạo trên. Về phần mình, TikTok cho biết hệ thống của nền tảng đã xác định những đoạn quảng cáo do Club Witness tạo ra vi phạm chính sách của TikTok. Tuy nhiên, kết quả điều tra nội bộ của TikTok cho thấy việc những nội dung giả mạo được phê duyệt trên nền tảng này là do lỗi con người. Người phát ngôn của TikTok khẳng định sẽ nhanh chóng thiết lập quá trình phê duyệt mới nhằm ngăn chặn tái diễn sự việc tương tự trong tương lai. Từ năm 2025, các doanh nghiệp tại châu Âu sẽ phải chứng minh rằng các sản phẩm của họ bán trên thị trường EU không liên quan đến nạn phá rừng. Quy định này sẽ có thể tác động tích cực đến thị trường lớp xe đạp vốn sử dụng cao su trong sản xuất, đồng thời khuyến khích nhiều lựa chọn thay thế ra đời. Về các lựa chọn thay thế đã có một số loại cao su tổng hợp có khả năng chống mài mòn tốt cũng như các vật liệu thay thế như rafe hoặc là dựa trên sợi tự nhiên như lanh và gai dầu. Cũng có những loại lớp xe khác không có hơi và sắp đặt. Gần đây, một loại lớp xe làm từ hợp kim mới, thậm chí nó còn được giới thiệu ở Mỹ là có độ đàn hồi như cao su và độ bệnh như titan. Tuy nhiên, những lựa chọn thay thế này vẫn còn đắt đỏ và đôi khi hiệu suất của chúng chưa bằng cao su truyền thống. Do đó, việc áp dụng quy định của EU có thể khuyến khích đổi mới và đẩy nhanh việc đưa ra thị trường các giải pháp thay thế khả thi và cạnh tranh hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bền vững hơn. Quý thính giả thân mến, phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, các phát thanh viên Cẩm Tú, Minh Lam, kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.